Xin chào chị em. Mình xin giới thiệu đến chị em chiếc đồng hồ UK Citizen. Đây là loại đồng hồ Eco Driver. Nó tự tích năng lượng vào pin và sau đó nó lưu trữ lại và chạy máy của đồng hồ. Chúng ta không phải thay pin trong một khoảng thời gian rất dài. Đấy. Đồng hồ có khả năng kháng nước 5 ATM. Nó là mẫu B035, mặt vuông hơi cong, một chiều thì khoảng độ 22 mm, một chiều khoảng độ 31 mm. Nó được mạ màu vàng hồng, vàng hồng vàng đậm đây. Citizen đây. Chiếc đồng hồ thì nó còn mới khoảng độ tầm trên 90%. Đấy, được sản xuất cách đây khoảng độ tầm 3-4 năm. Sao cái này màu không nổi lên được nhỉ? Màu ngoài rõ đẹp mà sao điện tối mòn này. Góc này này, ở đây góc quay góc này nhìn nó nổi hơn được tí này. Số thì số học sinh, hay người ta còn gọi là số Latin cho nó đúng. Kim và ấy là có dạ quang. Quang góc bấm này. Cái đồng hồ nó hơi nhỏ hơn so tay mình không ấy được. Cái đồng hồ này là có cổ tay từ 16 cm trở xuống. Cổ tay mình gần 17 đeo không vừa. Không thì mình cũng đeo cho chị em xem.